Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến xem kênh Your Real Estate USA. Kênh Your Real Estate USA chia sẻ về bất động sản, mua bán bất động sản, kinh nghiệm làm môi giới bất động sản và những phương pháp thành công làm giàu tại Mỹ bằng nghề bất động sản. Ngọc Ánh là người môi giới bất động sản ở đây đã hơn 30 năm. Ngọc Ánh chia sẻ các bạn những kinh nghiệm về bất động sản. Mình đứng mình kiếm chỗ nào xây cho nó được đó. Đừng có nắng quá ha. Hôm nay Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn chủ đề Home Equity là gì. Home Equity là cách mượn nợ ngân hàng mà để thế chấp ngôi nhà của mình. Bây giờ mình ví dụ ngôi nhà của bạn mua đã 5 năm, lúc mua là trị giá 200.000 đô, bạn đặt cọc tiền cọc 50.000 đô và mượn ngân hàng 150.000 đô 30 năm trả góp. Sau 5 năm ngôi nhà của bạn trị giá thị trường mình nói là 250.000 đô, cho nó chẳng, thế có thể là 230.000 hoặc là lớn hơn, như mình lấy con số 250 để mình dễ tính toán. Cái nhà của bạn bây giờ trị giá 250.000 đô. Cái tiền mortgage của bạn lúc trước mượn 150 thì bây giờ sau trả 5 năm thì nó xuống còn lại chừng 120.000 đô. Tức là tổng cộng tiền nợ của bạn chỉ còn có 120.000 đô. Cái nhà bạn giờ trị giá 250.000 đô thì tức là trong cái nhà của bạn, cái tiền nằm trong nhà của bạn là từ 250.000 đô trừ đi cho 120, tức là bạn có 130.000 đô. Em mình tính phải không? 130.000 đô, đúng rồi, 130.000 đô. Cái đó là tính luôn cái 50.000 đô mà bạn đã đặt cọc. Tức là bây giờ muốn lấy cái tiền ra để sử dụng phải làm sao? Cái tiền nằm trong đó, nằm tiền mình kẹt trong đó, 150.000 đô nó kẹt trong đó, 170 chứ, thì mình kẹt đó mình không có làm gì được hết, cũng không có lời lỗi gì được hết. Thì mình phải làm sao? Thì ở Mỹ á, ngân hàng Mỹ nó có một cái là Home Equity Loan. Nó có thể, trong trường hợp này, nó có thể cho bạn mượn cao nhất là 100.000 đô. Tại nó tính là 100.000 đô nó cho mượn, cộng thêm với lại 120.000 đô mà mình nợ, tức là mình sẽ nợ được 230. Cái nhà mình là nhà 250 thì giờ thì nó sẽ cho mượn chừng 100.000, là nhiều nhất có khi cái đó cho mượn 60-70.000 tùy theo nhà băng á. Thì cái đó là cái lợi nó gì nè, nếu mà họ chấp thuận cho bạn mượn cái tiền đó thì họ sẽ mở cái trương mục rồi họ bỏ vô số tiền như là 70.000 để đó, không lấy tiền ra thì không phải trả tiền lời, cứ nằm đó. Nếu bạn lấy ra, ví dụ bạn lấy ra 10.000 đô rồi một tháng sau bạn phải trả lại thì là nó sẽ tính tiền lời trong một tháng đó, trong cái 10.000 đô. Thường tiền lời giá bây giờ, tiền lời của Home Equity Loan là khoảng chừng từ 4 phần 3 tới 4 phần một năm. Thì cái tiền đó đó, người cẩn thận, người không muốn đầu tư gì hết đó, thì họ để tiền đó coi như là cái emergency loan. Với cái emergency là cái tiền mà trong khi khẩn cấp muốn cần. Ví dụ như bây giờ bạn thất nghiệp thì phải, không phải là cũng phải cỡ chừng 6 tháng một năm là cao nhất là có mình kiếm công ăn việc làm khác rồi, nhưng mà trong thời gian đó thì mình không có tiền lương. Cái tiền mà nếu mà bạn có đóng thuế thì bạn được hưởng tiền thất nghiệp thì 6 tháng,
tiền thất nghiệp là cũng cũng ít, cũng khoảng chừng nửa tiền lương tùy theo, mà cũng là cũng đủ cho mình chi phí ra trong nhà ha. Nhưng mà cũng khó khăn trong việc mà trả tiền mortgage không? Thì người ta lấy cái tiền trong home equity loan mỗi tháng ra mấy trăm đô đó không? Để mà trả cái tiền mortgage, vì cái tiền lời của cái này rất là ít. Nên giờ thì mình lấy một tháng mình lấy vài trăm đô, 700 đô, 800 đô gì đó để mà lấy trả cái tiền mortgage của mình. Thì 6 tháng, thì 6 tháng sau khi mà mình đi làm lại rồi á, thì mình để dành tiền mình bỏ vô lại. Còn nếu mà không bỏ vô lại kịp thì mình chỉ có 400% tiền lời, nó cũng không có nặng lắm. Là cái đó là để cái đó là tiền để phòng ngừa lỡ mình thất nghiệp. Có nhiều bạn lo lắng là nếu mà mình mua nhà, mỗi tháng mình trả tiền nhà, rồi tới hồi mà mình thất nghiệp mình không đủ trả tiền nhà thì họ lấy cái nhà mình, không có dễ đâu bạn. Có nhiều cách để bạn thoát hiểm. Thì là cái home equity là cũng là một cái đó. Còn nếu mà những người môi giới bất động sản mà giỏi, mà quen á, quen nghề rồi đó, biết rồi, biết chỗ nhà này rẻ, buôn bán mau á, thì họ liều lĩnh lắm. Họ sẽ lấy cái tiền trong home equity, lấy một phần chứ mới lấy hết á. Để lấy ra mình phải trả tiền lời phải không? Họ lấy tiền đó ra, họ mua nhà, rồi họ cho mướn. Họ tính làm sao mà cái tiền mướn nhà là trả được cái tiền lời và tiền vốn trong equity. Nếu mà họ lấy 20.000 ra để họ đặt cọc để mua một căn nhà khác để họ cho mướn, thì cái tiền mướn nhà nó phải đầy đủ để mà trả tiền cho cái tiền mortgage, tiền mướn nhà, tiền mượn của cái nhà mới, cộng với lại trả tiền của bên này. Trả tiền thì mau cho hết 20.000, bỏ vô 20.000 mỗi tháng bỏ 1.000, 500 cho nó mau, để mà giữ lại cái equity loan của mình. Đó thì là đó là cái home equity là để cho làm quỹ phòng ngừa lúc có tai biến ha. Có nhiều khi là mình không có muốn giờ cái nhà đó giờ mình không muốn ở nữa, tại vì giờ mình lớn tuổi rồi, mình cần tiền thì mà giờ thất nghiệp nữa, thì là muốn bán nhà cũng được. Mà bán thì mỗi tháng mình có chút xíu tiền bên này để tiền equity để mình trả cái trả mortgage của bên chính, thì mình trả mortgage đó thì mình được, không có bị mất nhà. Từ 5 tháng 6 tháng mình cũng bán được cái nhà, tại bán nhà bán cái đúng giá thường là cũng phải chờ 5-6 tháng mới bán được cái nhà. Thì cái đó là một cách để mà mình lấy tiền ra mình sống đỡ nếu bị thất nghiệp, là mình đau ốm mình không có làm nữa. Như mấy anh chị làm nail mà đau ốm thì không có tiền vô tại không đi làm được, phải không? Cái đó là home equity. Không chi thì dễ lắm. Nên mấy bạn mua nhà đừng lo, đi ráng mà cắn răng mà hà tiện để mà trả mortgage trong vòng 5 năm đầu. Bắt đầu 5 năm sau thì mình xin cái equity mortgage để mình để đó, home loan. Thì để mình để đó để mà phòng ngừa lúc bất trắc. Thì ở Mỹ nó có cái đó. Thì home loan mình có thể là mình để phòng ngừa, hoặc là home loan mình có thể là mình lấy ra mình mua cái nhà nhỏ vậy đó. Vậy là nếu mà mình muốn mua cái condo chừng 20-30 ngàn, 30-40 ngàn mà mình không equity của này bên này của mình là cả 100 ngàn, thì mình lấy ra 30-40 ngàn mình mua cái nhà chung cư này, mình biết là rẻ cho mướn được, là mình cần một, hay là mình mua cái căn nhà để rẻ mình cho mướn, là tiền mướn mình mới tính toán làm sao cho nó bỏ qua. Đó là cái là ở Mỹ nó có cái là home equity mortgage, là mình nghĩ chắc bạn nghe. Thành ra bao giờ cái khi nào mà bước đầu tiên mà để mà làm tạo sự nghiệp bất động sản là mình phải mua cái nhà mình ở trước. Muốn mua nhà mình ở trước thì mình ráng hà tiện trong 2 năm. Không xài không gì hết, bớt hết những xài, không đi ăn tiệm ăn không gì hết, để mình có một cái món tiền đặt cọc. Mình phải giữ cho cái credit của mình cao, hay là mình không có đi mua xe đẹp, hay là không mua nhiều để mà sợ mắc nợ. Tại cái nợ đó nó sẽ tính vô thêm, mình có cái nợ đó thì nó sẽ bị trừ vô cái tiền, sẽ được mượn tiền mua nhà ít hơn. Tại vì tiền mua nhà chính phủ nó tính là từ 30-30% cái thu nhập mình thôi. Nếu mình mình đã có nợ xe, nợ mua bàn ghế thì là cái khoản tiền mà nó tính theo 35% nó sẽ thấp xuống, thì mình sẽ được mượn tiền ít hơn. Trong cái 2 năm đó là mình ráng, chỉ có 2 năm mình có công việc làm đều đặn để dành tiền, để có chút tiền cọc thì có thể mua được nhà. Khi mình mua nhà rồi là yên tâm rồi. Nếu mà mình có học hẳn chút là mình có thể là mình
cho mướn một căn phòng để phụ thêm vô vô cái chuyện trả tiền nhà. Nếu mà mình có, thường là người Mỹ thì thường họ mua nhà, họ cắn là họ mua cái nhà lớn có nhiều phòng, có hai, có ba phòng, bốn phòng. Mà tốt nhất là những chỗ nào cái phòng mà mình có thể mình tạo cái cửa ra riêng, cái phòng có phòng tắm riêng, rồi có cái cửa ra riêng, vậy thì mình đóng cái cửa phía trong, mình đóng dính luôn ha. Rồi cái người mướn nhà đó họ đi ra họ vô trong phòng đó, đặt cái bếp điện cho họ nấu ăn, vậy là họ không có phiền lợi gì mình hết. Có nhiều người lớn tuổi đó, người ta không muốn bán nhà đó, thì người ta cho mướn vậy, mình sẽ cho mướn rẻ hơn để cho có người ra vô trong nhà, để khi mà người lớn tuổi đi chơi đó, đi du lịch đó, thì ở nhà có người ra vô thì không thể đỡ bị trộm cắp. Đó là thành ra bao giờ các bạn em mà qua tới Mỹ rồi để dành hai năm để đi mua nhà, đó là vấn đề rất là quan trọng. Kính chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc, có nhiều sức khỏe và thành công. Hẹn lại sau. Bye.